Rồi, xin chào tất cả quý anh em nha. Bữa giờ Đạt giới thiệu cho anh em phục rim nhiều rồi, nay giới thiệu cho anh em phục quay. Thì phục quay Thái này thì phải gọi là nếu mà so về độ đẹp á, thì mình thấy nó đẹp còn hơn cả con phục rim luôn em. Tại vì anh em thấy không, độ bóng của nó cũng như là cái độ đẹp của nó, cái cặp này thì nhìn nó sexy hơn so với cái cặp kia anh em ha. Cặp này nhìn nó kiểu nó lòi cái phần ti ra anh em, nhìn nó rất là đẹp. Rim thì nó bịt kín luôn, nó trùm kín bên ngoài. Thì rim thì nhìn nó sẽ kiểu to hơn, nhìn nó trầm tính hơn. Còn quay thì nhìn nó có vẻ như nó ăn chơi hơn, nhìn nó thời trang hơn em ha, trẻ trung hơn. Thì nếu như anh em chúng ta chán phục rim, anh em có thể chơi phục quay cũng được. Quay này thì nó cũng gắn đa dạng loại xe, thậm chí là đa dạng hơn rim luôn. Quay này thì nó gắn được cho rim và quay luôn. Rim gắn cái này cũng đẹp nha anh em nha, chứ không phải rim gắn cái này xấu đâu anh em. Rim gắn cái này rất là đẹp nha. Còn quay thì các dòng quay Thái, quay Alpha, Future 1, Future 2 đồ là gắn được hết, rất là đẹp. Nè anh em gắn Future Neo cũng được luôn á, cũng ok luôn, xài ngon luôn. Và cặp phục này nó còn rẻ hơn cặp phục rim luôn, nó cũng 340 thôi. Hàng là hàng nội địa Thái của KQZ Core Qua Gym nha anh em. Đây này, mình cũng có nói với anh em bữa giờ rồi, cái này nó là thương hiệu của Thái Lan, gọi là hàng công ty Thái Lan đi, gọi là hàng nội địa Thái đó ha. Rất là ok, chuẩn hàng cho anh em nha. Anh em thấy không, cái này nó có một cái phần ống ở phía trên này, nó rất là bóng, lò xo cũng bóng luôn, không có giống Alpha nha. Alpha là lò xo nó sẽ là dạng màu trắng mờ nha, trắng sữa nha, bạc bạc trắng sữa. Còn con này là lò xo, nó là lò xo xi bóng luôn nè, lò xo nó là xi bóng luôn, xi bóng hết nguyên cây để luôn, đẹp lắm. Chân nó cũng bóng luôn, chung là con này lên xe là cực kỳ sáng xe rồi, nên là anh em yên tâm. Thẩm mỹ là con này số 1 nha, thẩm mỹ là con này đẹp lắm. Nói về độ đẹp là con này là cực kỳ đẹp rồi, anh em mua về chơi lên kiện là rất đẹp. Và giá thì 340 thôi. Bữa giờ mình giới thiệu phục rim cũng nhiều rồi, thì nay giới thiệu phục quay cho anh em. Anh em nào chúng ta có nhu cầu thì có thể chốt một cặp phục quay về để sử dụng nha.